không thừa thuộc đế xưa nay. Quyền hành quan giám sát trước giày tiên cung sổ sống thương trở về tỉnh Bắc.
lúc đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gánh 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 chắc chắn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bằng vòng ôi cha quan nhiều thấp nhì anh linh tăng cường ca la 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 la
sinh ra chầu lòng cho ba người có nhân đi đi thiên nguyên ngon với mình hơn nhà nhà đời mình dơ nó xuất bao thời ngày người con sợ
sân đèn, sân đèn chúc một nguy nga giữa đêm xuân, đêm xuân ngoài cảnh xa vườn
ngọc đèn pha lê xiên xích bích khay văn mộng các cô pha Đà Phật Long Vân khánh tiệc quốc đảo dân cầu tháng 8 tiệc trà tháng 3 hiếu mẫu thu tiền cát nhật tiệc hội đồng nhà Trần vua cha Bắc Hải Độc Đình lấy kiều tình Đức Hoàng bày bảo hòa sông đơn sơn trang nào cai yêu Yên Bái xe loan sáng chắc chắn ảnh đồng quan thầy họ Nguyễn chúc con một khắc một giây tại linh tử Thánh Hóa tối anh linh cát nhật đương thời 16 tháng 8 kỷ hội liên sinh A Di Đà Phật Mộc Ân Thanh Đồng họ Nguyễn. Tờ vàng cánh sớ, tờ sớ cánh trạng tô long tượng mã bát nhã thuyền dòng kim ngân số hiệp hình nốt cốt tươi tiến cúng về đình thịnh tam tứ phủ. Xin kiều tỉnh Đức Hoàng bè ban danh ban diện trước là cho thủ nhang đồng đèn hợp đồng chu gia môn đẳng quan thầy họ Nguyễn. Tam tứ ban khen cho bách gia cha họ đồng anh lính chị con xa con gần ngày hôm nay tạp phúc linh đường. Mượn tay quan thầy họ Nguyễn A Dân lên tờ lương cánh sớ tờ sớ cánh trạng cầu lộc đắc lộc cầu tài đắc tài cầu bình an đắc bình an cho trong chốn gia trung nước chảy một dòng thuyền trôi một bến thu tống tam tai tống ách trừ tai dài hạn. Sau hoàng thượng mới xếp nghe văn đàn thơ phú để cho các lính các ghế con xa con gần A Di Đà Phật vào xin độc cửa hoàng lộc làm độc ăn độc buôn độc bán được cầu lộc đắc lộc cầu tài đắc tài cầu bình an hoàng cho đất bình an A Di Đà Phật ạ. Vì chẳng là phong dương cũng chẳng trời mây khói ô thuốc thơm lừng buổi chiều ấy
Say
tình, say tình 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 say tình lại. Say tình 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 say tình tình là ai chẳng ai hết đi, giờ bao giờ
bảy tình cờ, tình cờ lại gặp đường xuyên. Chiến lược là ta, chiến lược là ta.
tê cô tham người trai chuốt ông bày hẹn là sao cô không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đừng đừng anh linh linh, đừng 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 anh linh linh, ông bận rộn xa đời đời vơi. Hãy cất chứa tâm thời tôi phải mà, mấy đừng đừng có nghi như như kẻ bần hà. Chứ tâm mà đã em thời ơi hơi bảy cây cơ sao cho bằng. Sông là sông cả, buồn em dưới
ông hòa nghỉ dựng lên được xuân dân yêu sống yên đi bể nắng sớm chiều thành thơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điểm tam tinh, tam dân đồng kiều yêu vô sắc, nhất quyền vị thổ được cài để rồi ông xin hạ buồn bình kiếm đất Nghệ An.
chùa cao cây dòng sông Lam đang mãi là được chỉ ghế của ông đây vẫn không hết lệnh nào cho thỏa mong mong thỏa mong mong bao tháng mấy nghe tiếng thương à con thấy bóng hoàng con ra nơi mà bao tròn ấm yêu lấy tiền thank you.
chợt nghe tôi ông thân thành vâng vâng lạy lạy vua cha hoàng gia ta coi trần vâng lạy lạy hô vương hoàng gia lâm dương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyện nhờ cô năm năm linh linh đẹp giữa đồng đào để cô ra trên cao sáu thank you.
Kinh Hoa Đà Hiền Nước Linh Đơn La Đà Bạch Dương Liên Hoàn Kỳ Tân Hiền Nước Luyện Linh Đơn Nhiệm Màu Cô Kiêu Bách Bạch Vũ Sầu Lê Hồ Lão Cứu cho đời Cảm Mạo Phóng Dương Cứu cho Thành Đồng Con Thoát Khỏi Tai Ương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhận thành tháp tháp một tuần nhân dân văn sự tức cam đường tiên cô. Thank you.
chúng ta đang vỗ tay thật lớn. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu